Chào mừng anh em thân thiết của Minh Phụng Music, các bạn đang có mặt tại showroom 98 Bành Văn Chân để chuẩn bị đơn hàng piano cơ Yamaha UX và KU5D lên đường đến Nha Trang và Yamaha U3G về với Buôn Ma Thuột. Nào anh em hãy theo dõi video nhé. Trong chuyến đi Nha Trang sẽ có sự xuất hiện của Yamaha UX cùng ngắm nhìn vẻ sang trọng từ kiểu dáng đến thiết kế bên ngoài của UX nhé. Với piano này, anh em có thể thấy dáng piano đứng phù hợp với mọi không gian, màu sơn đen bóng tinh tế giảm chày xước với đường kẻ tô điểm mạ vàng bọc theo phím đàn, điểm nhấn ở logo vàng bóng đầy trao chuốt cùng với đường chỉ đỏ chạy dài theo các phím và phím đàn phủ lớp nhựa tổng hợp, bán cộng hưởng hình chữ X trụ thẳng bằng gỗ vân sam, khung bằng gang chắc chắn, bố đàn bằng gỗ gụ bọc nỉ lông cừu, dây đàn bằng thép không gỉ, các chốt đàn đen bóng nổi bật với logo Yamaha được chạm khắc thủ công. Mời các bạn cùng theo dõi buổi đóng hàng chuẩn bị piano Yamaha UX về Nha Trang với team nhé. Trước khi đóng gói, đàn sẽ được lau toàn bộ thân bằng tấm vải mịn với nước lau kính cẩn thận từ bàn phím đến trước và cả nắp đàn. Ni lông được hai bạn căng đều từ nắp đàn rồi quấn toàn bộ các mặt của thân đàn. Piano UX phủ ni lông hoàn toàn và đặt lên trên đàn lớp bóng bảo vệ. Từng tấm bì dày được đo kích thước chính xác và hai bạn sẽ cố định tại các góc của nắp đàn, nắp phím, chân đàn cùng các mặt bên kính toàn bộ piano và tiến hành dán băng keo cố định các tấm bì cứng bảo vệ đàn. Đến bước cuối cùng sẽ bọc thêm nhiều vòng ni lông xung quanh Yamaha UX để tránh chày xước khi vận chuyển cũng như ảnh hưởng của thời tiết đến đàn. Và đây là ba cây piano cơ nhà Yamaha được chuẩn bị hoàn chỉnh khởi hành đến nhà khách hàng thân yêu trong hôm nay. Bên cạnh Yamaha UX thì còn có Yamaha KU5D đến Nha Trang và cả U3G về Buôn Ma Thuột. Với những sản phẩm piano cơ kinh doanh tại công ty, chất lượng sản phẩm luôn là lựa chọn hàng đầu và uy tín trong việc chuẩn bị hàng, đóng gói hàng kỹ càng để nhạc cụ đến với người chơi luôn ở trạng thái hoàn hảo nhất là điều mà chúng mình luôn quan tâm. Bên cạnh đó, team đã làm nhiều video trên kênh, các bạn có thể vào một tìm kiếm và gõ tên piano cơ để tham khảo nhé. Nếu anh em muốn được tư vấn cụ thể về model nào, hãy nhắn tin vào fanpage hoặc Zalo để chúng mình giải đáp đầy đủ nhất nha. Vậy là buổi chuẩn bị piano cơ Yamaha lên đường đến với khách hàng tại Nha Trang và Buôn Ma Thuột đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano cơ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.